Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị biết á là mình sống đó, mà nếu mà chúng ta buồn chán mà sống không nổi đâu. Thậm chí là cái bao tử mình á, khi mà mình buồn chán là nó dễ sanh ra thần kinh thực vật, hoặc giả là bao tử mình á nó chịu nổi, nó nay ra là ăn không tiêu rồi ngăn ngực vân vân. Còn nếu mà ở trong đời sống mình á, mình cảm thấy buồn chán, cái nó bị hụt hẫng, nó không có một cái đường tiến thủ, và cuộc sống mình mất chất lượng, nhất là cái đời sống tu hành á, người ta buồn chán, người ta không muốn tụng kinh, người ta không muốn niệm Phật, người ta không muốn là làm các công đức lành, người ta không muốn niệm Phật, thì làm sao có phước báo công đức. Cho nên cái buồn chán ai cũng có, nó có nhiều cái nguyên nhân tác động lắm. Ví dụ như là trong cuộc sống bị bế tắc, cái mình buồn chán, hoặc giả là chúng ta ao ước cái gì đó mà mình không giải quyết được, mình bị buồn chán. Hoặc là mình thất vọng về cái gì đó, mình bị buồn chán. Hoặc là mình bệnh tật, mình bị buồn chán, bị người ta giật hụi, người ta giật nợ, mất tiền, mình bị buồn chán. Hoặc là bị người thân yêu của mình lừa mình bị buồn chán. Hoặc giả là lao động nặng nhọc quá, bị buồn chán. Hoặc là ở không làm gì hết, buồn chán. Hoặc là thi rớt, bị buồn chán. Hoặc là áp lực công việc, bị buồn chán. Hoặc giả là mình thương người ta không thương lợi, cũng buồn chán. Hoặc là người ta thương mình thời gian, người ta hết thương mình, cũng buồn chán. Vân vân. Cái buồn chán này nó nhiều cái nguyên nhân ở trong cuộc sống nó đem tới lắm. Không phải là ai cũng bị buồn chán, và không phải là buồn chán nó tha thứ cho ai. Dầu cho tuổi nào, dầu cho bất kỳ người nào, dầu cho già, trẻ, bé, lớn, người ở ngoài hay người ở trong chùa, cũng có những lúc chán nản, có những lúc buồn chán. Buồn là xử không công bằng, buồn là mình làm gì cũng được chứ, người ta thi 10 điểm không, mình thi toàn 4-5 điểm không. Buồn. Cái gì người ta cũng biết làm, cái gì sao mình đụng tới làm cũng không được chứ, cái mình buồn. Rồi thậm chí mình quan sát xung quanh, thấy những người xung quanh ta đối xử rất là ngon lành, sao đối xử mình tệ quá, mình cũng buồn. Rồi là nhằm khi buồn vô cớ nữa. Quý vị có nghe cái câu thơ á, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn. Cái đó là gọi là buồn vô cớ, buồn du dơ nữa. Có nghĩa là những cái tâm trạng mà chúng ta bị ở trong cuộc sống này, mà cái tâm trạng đó là tâm trạng buồn chán. Cho nên nó buồn chán á, nó sanh ra cái cơ thể mình nó quể quải lắm. Tại vì bao tử hoạt động không tốt mà, bao tử nó kỵ buồn lắm. Bao tử kỵ buồn, kỵ chán. Cho nên ai đau bao tử đừng có buồn chán. Buồn chán chỉ bệnh bao tử không được hết đâu. Mình phải vượt qua buồn chán này. Tất cả sự thành công trong đời này á, chúng ta phải vượt qua sự buồn chán, kể cả tu tập. Ví dụ như là mình thành tựu các tầng thiền định, hoặc là mình niệm Phật, đi đến niệm Phật Ba La Mật hay niệm Phật Chánh Định, hay là chúng ta tu tập miên mật, thì cũng phải vượt qua sự buồn chán này. Nên buồn chán á, là kẻ thù của sự thành công. Buồn chán á, nó là bạn của sự thất bại. Buồn chán á, là nó là đồng hành với sự khổ đau. Cho nên người nào mà không muốn khổ đau á, thì mình phải vượt qua tất cả cái buồn chán. Cho nên mình đừng có trách người ta tại sao buồn, tại sao chán. Tại vì hoàn cảnh, hoàn cảnh nó đưa đẩy, nó đẩy đưa làm ta chán, người ta buồn. Quý vị, cho nên nãy giờ mình liệt kê ra cả 100 cái nguyên nhân, cả 1000 nguyên nhân, không ai giống ai, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên đó, nhằm khi mình gặp Phật tử, Phật tử là buồn lắm thầy ơi. Đó là nhà xảy ra chuyện gì đó, mình nói buồn lắm thầy ơi. Quý vị, có nhiều cái loại lắm. Có nhiều người có chiếc xe đậu ra trước cổng chùa, thì tính đâu ở chùa không mất xe cổng chùa, mà đi vô chùa thắp nhang đi ra mất tiểu xe. Mình tính đâu ở chùa người ta đâu dám ăn cắp, thì diễn như trong chùa đâu ai ăn cắp, mà người ngoài đường ta ăn cắp, mình để xe ngoài đường mà người ta ăn cắp. Rồi bắt đầu nó buồn, có chiếc xe gia tài, xe về mất tiêu rồi buồn, mà buồn đâm ra chán. Nên buồn chán nó có nhiều nguyên nhân lắm.
Nhầm khi bệnh uống thuốc hoài nó không hết, chán nản ghê luôn á. Thấy người ta cái gì ăn cũng được, chứ mình ăn miếng vô đau bụng à. Rồi á, là người ta trị bệnh 2-3 bữa hết, mình gì đâu uống thuốc năm này qua năm kia, thuốc nhiều hơn cơm nữa. Người thấy nó buồn nó chán không? Rồi anh em người ta thấy mắc ham á, thương yêu nhau giúp đỡ nhau, anh em mình á, tính từ đồng từ cắt lừa mình không à, buồn chán không? Đó. Cho nên á, quý vị mới thấy á, nhằm khi á, mình cũng quan sát làm thấy người ta sao để ý người khác không để ý tới mình. Mình người ta coi như đồ bỏ, nó không để ý mình cái buồn quá à, mình chán quá à, hoặc là muốn mua sắm gì đó à, đi ra coi đã, rồi móc tiền túi ra, tiền khô cháy túi, không còn bạc nào hết trơn, mà cái toàn muốn thích không à, à bây giờ á, thấy không, trên Zalo để lên à, iPhone 14 à, ai mua giảm được mấy triệu đó, trời nghe thấy ham dễ sợ luôn ha. Mà coi giá là các đầu nó buồn chán gì đâu luôn á, 3 tháng lương không đủ mua à, buồn chán ghê không đó. Nói chung là nhiều thứ lắm, buồn chán nó có nhiều cái nguyên nhân ở trên đời này lắm. Nhằm khi mình thấy á, một người ta ăn hiếp người khác, mình cũng buồn chán, buồn cho nhân tình, cho thế thái, mình cũng buồn chán nữa. Cho nên nhằm khi cái độ buồn chán lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà nói cho quý vị á, đừng có bao giờ để nuôi cái nỗi buồn, nuôi cái nỗi chán ở trong tâm của mình lâu ngày lắm á, là mình bị sẽ bị phiền não. Nuôi buồn chán lâu ngày ở trong tâm mình á, làm cho cơ thể mình bị kiệt quệ. Nuôi buồn chán lâu ngày ở trong tâm của mình á, là mình á, sẽ không có làm cái gì được thành tựu, thậm chí tu tập không thành tựu nữa. Cho nên giá nào giá cũng phải vượt qua cái buồn chán này. Thì ở đây á, chúng ta thấy có nhiều cách vượt qua buồn chán lắm. Thì đây á, là chúng ta thống kê có khoảng 10 cách cơ bản thôi, chứ không phải nói là chân lý. Nhưng mà 10 cách cơ bản mình có thể vượt qua sự buồn chán này mà thành tựu các cái mà mình ước ở trong cuộc đời. Thứ nhất á, mà quý vị có thấy mà khi buồn, khi chán á, trong lòng mình trống rỗng cô đơn, trong lòng mình phiền não dập dồn, trong lòng mình á, nó buồn buồn sao á, vân vân, là mất cái nhựa sống đi. À, thì thứ nhất á, chúng ta phải tìm cái để giải trí nha. À, giải trí là gì? À, giải trí là mình làm gì cho vui mà. Ví dụ như có nhiều người á, người ta giải trí bằng cách ta chơi điện tử. Có nhiều người á, là người ta giải trí á, bằng cách á, là người ta đi du lịch. Có nhiều người á, người ta giải trí bằng cách người ta xem phim. À, có người ta giải trí bằng cách đánh cờ, đánh bài. À, cái đó là mình nói đang người ta cách người đời người ta giải trí, chứ mình không có kêu người ta đánh cờ đánh bài, mà ý mình nói người ta giải trí bằng nhiều cách khác nhau. Có nhiều người á, là người ta giải trí bằng cách người ta đi dạo vòng vòng chơi vậy đó. Nên bữa trước á, có nhiều người á, hỏi thầy giải trí bằng gì thầy nè, thì là nhiều lắm. Ở trong phòng thầy có gì giải trí đó, có giấy viết không, nào nhầm khi mình làm bài thơ à, mình thấy á, con bướm bướm hay là con chim gì nó bay qua cửa sổ à, cái động mình làm cầm viết mình làm bài thơ à, sáng sớm mặt trời lên bướm bướm bay qua cửa sổ, bay tới bay lui bay mất tiêu hết bài đó. Mà phải làm thơ, mà làm thơ kiểu đó nó mới giải trí được, chứ mà làm thơ mà gọi là trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng sột sọt, gió chiêu tà ảo biết bên vàng thiên lý nắng xuân sang, thơ gì không giải trí được đâu. À, nhưng mà mình phải làm cái thơ gì đó, con cóc ngồi trong ngóc đưa lưng ra ngoài đó là con cóc con nó ngồi trong lon đưa lưng ra ngoài đó là con cóc đó, thơ vậy đó thì mới giải trí nổi. Cái đầu mình ngồi mình đọc lại cái bài thơ mình mới làm á, cho thấy cũng giải trí, mình nhìn cái gì mình cũng thấy không à, ví dụ nó làm bài thơ cái trần nhà à, cái trần nhà cao hơn cái nền nhà thấp hơn cái trần nhà và cái nền nhà cách xa nhau hết. Nó làm bài thơ vậy đó, bắt đầu giải trí không? Mình nghe giải trí không? Đó, mình phải làm mấy bài thơ giải trí. Nói chung mình tìm cách giải trí đó thầy, ví dụ cho vui thôi. À, nhưng mà ví dụ như á, thầy cách giải trí á, có thể người ta đánh đàn. À, quý vị, ta có cái đàn á, ta đánh bài gì không biết, mình nghe hả, kể đi. À, bài đánh plastic, đánh bài sonat gì đó.
hoặc là đánh bài gì đó đại loại là mình thích à, hoặc là đánh bài Kali Phật Nha đó, đó đại loại mình đánh à, hoặc là đờn mấy bài dân ca cũng được ha, Lý Hiền Sáu Gò Công đại loại gì cũng được đó. Nói chung mình thích mấy bài gì á là mình đờn bài nấy thôi, cái đó cũng là giải trí. Nhưng mà đối với người con Phật đó quý vị, ta giải trí thường hay là người ta nghe băng đĩa, xem phim Phật giáo, người ta đi chùa, du lịch tâm linh, đó quý vị, người con Phật. Tại vì có những cái giải trí nó mang tới những cái nó không lành mạnh, ví dụ đánh bài ăn tiền rồi đó, giải trí cũng vui một chút mà, đi đá gà đó, ăn tiền đó cũng vui một chút, nhưng mà nó không lành mạnh, nó làm cho mình đó, bị cái nghiệp xấu ác gì sao. Cho nên người con Phật á, ta giải trí á, bằng cách là ta nghe băng đĩa, hoặc giả là mình đi chùa lễ Phật vân vân, hoặc là mình xem phim Phật giáo á. Phim giáo cũng nhiều phim hay lắm, mình coi gì chứ mình thích cái là tự nhiên nó hết buồn à. Mình coi mình thấy á, ví dụ như mình coi phim á là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ví dụ như đó mình coi phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma, coi ngày đi qua Trung Hoa làm sao ha. Hoặc là mình coi phim Đà Bù Đà, coi phim 55 tập nói Đức Phật à, hoặc là mình coi phim về làm Hư Dân Đại Hòa Thượng á, rồi có bộ phim nó cũng hay lắm, Đường Mây Trên Đất Hoa gì đó, Đường Mây Trên Đất Hoa hay lắm. Rồi mình coi những cái bộ phim Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, hoặc là Tây Du Ký cũng được. Tây Du Ký cũng nói về ngài Trần Nguyên Trang thỉnh kinh, cũng dính tới Phật pháp chút, trong đó dính tới Phật pháp chút. Mình coi mình giải trí đó, mình giải trí có nghĩa là mình relax, làm cho cái tâm mình nó nhẹ lại, nó vượt qua sự buồn chán. Nên ai cũng phải có cái buồn hết đó quý vị, ai cũng có chán, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi bông mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chị đừng nói vô chùa tu không buồn đâu nghe, nhầm khi cũng buồn lê buồn lết buồn chết con tim đó, chứ không phải không đâu nghe. Đừng nói là mình ở trong chùa không buồn đâu, nhưng mà nó có thể thoáng qua. Tại vì ai cũng có hoàn cảnh, ai cũng chưa phải là thánh hết đó, nên hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, nhằm khi cha mẹ, khi anh em, khi là huynh đệ, khi đệ tử, khi bản thân mình, ví dụ như người ta tham thiền nhập định, người ta là học 3 tháng ta vào được sơ thiền, mình học 30 năm sơ thiền chưa vô, mình ngồi hoài nó chai đất luôn á, là bắt đầu mình cũng buồn mình chán nữa. Tu hoài tu không thấy đắc, buồn chán nữa. Cho nên đầu tiên cái người buồn chán là nên tìm cái gì đó để giải trí, mà giải trí lành mạnh nha, chứ đừng có đi nhậu rồi giải trí. Có nhiều người hát karaoke nữa, là bây giờ con giải trí hát karaoke nhạc Phật được không thầy? Được. Thay vì hôm qua mình hát nhạc đời đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mà vẫn bay đi về đó, bữa nay mình đổi bài đi ha. Bài gì á, khi uống ăn cũng niệm Di Đà đó, bài rồi xung quanh ta đó, đại loại là cái bài gì nó nhạc Phật, thiếu gì bài nhiều lắm. Mình vào trong cái mạng mình gõ lên nhạc Phật của các cái tác giả, nhiều nhất là hình như là Đắc Vũ Trọng Tỏn gì đó, là nhiều bài lắm, mấy trăm bài, bài hay hay không à. Cho nên đó là, hoặc là hát cái bài đi chùa ngủ gục, đi chùa mà ngủ gục bị sư phụ gậy la gì bài đó cũng hay lắm. Cho nên mình tìm cách mình giải trí. Có nhiều người á là người ta đi dạo vòng ta giải trí, cũng là giải trí, nên lấy xe đạp chạy á, chạy luôn á, đi coi thôi, đi coi mấy cái chợ local á. Cái chợ mà ta bán chợ nhóm gọi là chợ chòm hổm, mà vô đó vui lắm, bán đủ thứ mít xài ổi cốc, người ngồi chúm bán, gọi là chợ chòm hổm. Cho nên thầy đi qua bên Ấn Độ á, thầy là vô chợ chòm hổm không mua đồ, chợ chòm hổm rẻ dữ dội lắm. Cái người địa phương á, mình vô trỏng á là ta thấy mình nó lạ lắm, tại chỗ đó hình như không ai vô á. Mình là người nước ngoài nhìn biết liền, tại ăn mặc của mình á là ta nhìn biết liền à. Biết mình đi tới đâu á, bao nhiêu cặp mắt dồn về nhìn mình. Vô cái chợ local của Ấn Độ á, bán cũng nhiều lắm, đông lắm, mà toàn người Ấn Độ không, không có người nước ngoài nào chứ, chỉ còn mình là nước ngoài. Mình phải tìm mấy cái chợ đó mình vô vui lắm.
cái đầu vô mình chọc người ta, người ta làm gì mình làm ngược lại. Ví dụ như người ta mua, mày mua nho đó, người ta mua ta ăn liền, người ta đấu rửa đó. Thầy kỳ đó thầy có kể câu chuyện này rồi đó, lấy chai nước suối thầy bỏ cho nho chổng á, nho bỏ đầy chai, thầy sóc mà nó không biết thầy làm gì, xung quanh nó lại coi quá trời, nó không biết làm gì, ai nhà đâu thì mình rửa nho, theo là rửa nho mình đổ nước ra rửa không, bỏ vô chai mình sóc chỗ này nè. Trời ơi, ông nhìn, ông lại ông nhìn cái này, mở cái chai ra, à, thầy gót nước chút, sóc tiếp, mở ra gót nước, đổ nước vô sóc tiếp. Trời ơi, ngồi nhìn hoài, nhìn không biết mình làm gì, à, nó hồi hộp coi thử mình làm gì với cái trái nho đó. Rồi hồi cái mình không có làm gì hết trơn á, cái mình đi, mình lấy cái chai mình đi, cuối cùng nó cũng không biết mình làm gì luôn, bởi vì mình không giải thích. Làm gì đó, làm về nhà ngủ không được, cha coi suy nghĩ không biết là cái ông này không biết không làm gì. Nhân đó là giải trí, tức là giải trí mình tìm niềm vui để nó phá tan đi cái nỗi buồn u ức sâu thẳm từ phía bên trong tâm hồn của mình. Cái điều thứ hai á quý vị, là chúng ta tìm cách thay đổi cái cách nghĩ của mình về mọi thứ xung quanh, nhất là mình nghĩ về phương diện tích cực. Thực ra mình buồn chán á, là cũng vì cái xung quanh mình á, vì nghiệp mình á, nghiệp ác nó đến nên mình bất như ý, mình dễ buồn chán lắm. Cho nên mình thay đổi về cái cách nhìn của mình về cái thế giới xung quanh. Mình tìm cái tích cực á, mình suy nghĩ. Còn cái tiêu cực mình lùa qua một bên đi. Bây giờ ví dụ nè, người ta mua chuyên môn chọt chích mình quá, anh buồn, cái mình suy nghĩ chắc không phải người ta xấu đâu, mà là tại vì người ta nhìn sai thôi. Người ta nhìn sai, người ta mới làm vậy. Trình độ người ta vậy, ta nhìn vậy thôi. Mỗi người mỗi trình độ khác nhau, cho nên đâu trách họ được. Họ nhìn mình sao á, là họ thấy vậy, nên họ nhìn mình họ thấy mình xấu, do đó mà họ cản trở mình, do đó mà họ thậm chí họ chửi mình, họ mắng mình. Thì đây là do cái trình độ nhận thức của họ vậy thôi, chứ không phải họ là người xấu, nên mình cũng không nên buồn chán để làm gì. Tức là chúng ta thay đổi cái cách nghĩ của mình về cái thế giới quan xung quanh. Mình thấy thế giới quan xung quanh này tệ lắm, ai cũng xấu chứ, ai cũng ác chứ. Nhưng mà có phải vậy không? Mình á, là mới đi vào trong cuộc sống, mình nói là mỗi người đều có lý do khác nhau. Họ làm vậy đó, chắc họ có lý do riêng của họ. Họ mắng mình như vậy đó, chứ họ có lý do riêng của họ. Chưa chắc họ đã vui khi mắng mình, tại vì cái hoàn cảnh đưa đến, đưa đẩy đến vậy thôi. Chứ không phải là họ cố ý, cố tình gì đó với mình. Cho nên á, mình thay đổi một cách nhìn thế giới xung quanh theo một cái chiều tích cực. Có nghĩa là thôi cái gì nó cũng tốt hết trơn á, là tại vì nếu chúng ta nhìn tốt là nó tốt hả, mà nhìn xấu là nó xấu hả. Như vậy trước đó là thầy kể ông kia cái gì á, là ổng có nói tốt chứ, thậm chí ông ra tiền mất, ông ra đường mất tiền, ta móc túi. Ổng là trời ơi, nó móc túi vì là bữa nay nó không có tiền ăn cơm, nó móc túi mình vì nó là cứu được đứa. Bữa nay nó có tiền ăn cơm, nó xài mình khỏi xài. Ví dụ như ông, cái gì ổng cũng nói cái chiều hướng tích cực, không giận hờn gì ta chứ á. Cái bữa đó ông đi đường dây xà lửa, sao ông té vô làm sao mà cắn chân, rồi bị cưa hết chân. Bạn bè ông vô là chuyến này cho ông giỏi mà ông gọi là tích cực nữa, nghe cái gì ông cũng nghĩ tốt chứ. Ông là mỗi lần ông có hai chân, ông mang đôi dép, bây giờ còn chân mang có một chiếc là đỡ tốn tiền, mua một chiếc thay khỏi mua hai chiếc. Quý vị thấy ông ta nhìn một cái hướng, cái gì người ta cũng nhìn tích cực. Cái gì ta cũng nhìn cái góc phải của nó, chứ ta không nhìn góc trái của nó. Tức là mình thay đổi một cái cách nghĩ, tức là thay đổi tư duy về những cái xung quanh. Mình biết đây là nghiệp, chứ không phải là ta cố ý. Thậm chí người khác chửi mình nữa, đó là quả báo của nghiệp của mình mà khi đối diện giữa ngũ song thức. Cho nên là chúng ta không trách ai hết á. Nếu ở trên đời này mình đừng trách ai hết, đó là quả nghiệp của mình á, mình thay đổi cách nghĩ vậy đó. Chứ còn ngày xưa đó mình nghĩ mình trách lắm á, hờn vậy lắm, trách vậy lắm, ai hở gì giận, trách vậy lắm.
Tại sao làm gì với tôi? Tại sao toàn là tại sao không vậy? Trách vậy lắm. Nhưng bây giờ á, chúng ta thay đổi cách nghĩ, ta không trách ai hết á, mà trách đời thế à. Nhìn kỹ lại, chúng ta mới trách đời quá dạ. Cho nên á, tại vì đời nó như vậy đó, nên nó làm cho mình đau khổ. Nên mình không trách ai hết, hay trách là trách nghiệp của chính mình. Mình đã gieo, mình đã gây tạo. Cái thứ hai nên làm trách mình tu tập chưa đến đâu nên không có chịu nổi cảnh này. Chứ người ta tu tập ngon lành, ta chịu nổi này. Vì chúng ta trách hai cái. Thứ nhất là trách nghiệp của mình đã gây tạo nghiệp nhân, bây giờ tới nghiệp quả. Cái thứ hai nữa trách chính mình là tu không có đủ lực để chống lại với hoàn cảnh xung quanh. Có trách trách vậy thôi, chứ đừng có trách đời. Tại vì đời người ta như vậy, nghiệp như vậy thì quả nó vậy, vậy nhân như vậy thì quả nó như vậy. Cho nên á, mình trách người ta không đâu đúng đâu, nhân quả của người ta phải vậy thôi. Cho nên á, là những cái gì xấu ác đến mình là do nghiệp xấu ác của mình nó đem đến, nghiệp nhân đem đến nghiệp quả. Cái thứ hai nữa mình chịu không nổi là do mình thiếu tu. Người ta đi chùa, mình đi hát karaoke, người ta niệm Phật đó, là mình chửi lộn. Thì làm sao mà đủ cái độ để chống lại giữa các cái hoàn cảnh đầy khổ đau, đầy gian chân và phiền não này? Làm sao mà chống lại được? Cho nên mình cố gắng mình luyện về tâm linh đó, mình luyện cho giữ lên, để chống lại những cái trần ai phiền não xung quanh này. Nhớ ráng hay là luyện về tâm linh của mình đó, luyện lên để chống lại. Luyện tâm linh có nghĩa là luyện gì? Không phải là luyện sự chịu đựng đâu, mà luyện cái trí của mình, trí tuệ mình á. Ráng cố gắng học hỏi, ráng cố gắng suy tư, rồi từ từ chúng ta hiểu ra cuộc đời. Còn cái sự chịu đựng cũng là một cách, đó là ta chịu đựng mang phương diện nhẫn nhục. Mình chịu đựng với phương diện nhẫn nhục mà, chứ chúng ta không phải là chúng ta là chịu đựng là để cho mình đầy dẫy những khổ đau, mà đây là nhẫn nhục để vượt qua tất cả hoàn cảnh xung quanh. Cho nên thay đổi cách nghĩ của mình về những hoàn cảnh xung quanh để làm cho chúng ta bớt đi cái phần buồn tủi, sầu thương, oán giận trong lòng, buồn chán ở trong lòng của mình. Nhờ mình thay đổi về cách nghĩ đối với những người xung quanh, đối với hoàn cảnh xung quanh của mình. Cái điều thứ ba quý vị, chúng ta nên tương tác, giao lưu và kết bạn những người bạn tốt. Nói thật ra sống trên đời á, cũng cần phải có bạn, cần phải có người chia sẻ, cần phải giao lưu. Ví dụ như người ta tu á, thì người ta giao lưu người tu, giao lưu người học Phật, giao lưu các câu lạc bộ Phật Pháp, nhân dân. Như vậy thì là chúng ta hãy giao lưu và kết bạn. Tự nhiên á, cái nỗi buồn của mình á, là nó sẽ phôi pha. Cho nên ta đi đạo tràng đi, ta làm quen, rồi xin số điện thoại, rồi admit Zalo, Zalo á, vô rồi là mình mới chat, khỏe không, bữa nay đi chùa không, ai chở đi, đi chùa có ăn cơm không, mấy giờ về, nói một hồi cái tới 10 giờ đêm rồi ngủ, vậy thôi, hết giờ rồi. Nói chung là thầy nói là nói cái ý nghĩa của sự giao lưu thôi, kết bạn thôi, chứ không phải lên nói y chang thầy nói gì đâu. Quý vị, ý là mình có giao lưu, trao đổi, kết bạn để giảm đi cái sự căng thẳng, buồn chán ở trong lòng của mình. Nhờ có bạn bè, coi vậy chứ bạn bè cũng hay lắm. Thấy đó, chứ bạn bè cũng hay lắm. Mình là cái người nào mà không có bạn bè, quý vị, thì cái người đó là họ tự hóa giải được. Có nghĩa là họ không cần đến. Nhưng mà mình chưa hóa giải được thì mình cần phải có giao lưu với bạn bè. Ví dụ vị tỳ kheo ngồi tu ở trong rừng một mình theo cái hạnh Đầu Đà, thì Ngài cũng không cần phải chia sẻ gì với ai. Ngài sống với chính mình, Ngài chia sẻ với chính mình. Cho nên là cần phải có bạn bè
hoặc là những người thân, hoặc là bạn đạo, hoặc là huynh đệ. Chứ đừng có bao giờ mà tách ly mình với thế giới xung quanh. Khi chúng ta chưa phải là thánh thì đừng có bao giờ tách ly mình với thế giới xung quanh. Phải có một cái mối liên kết, một cái mối chia sẻ yêu thương trong đó. Chứ đừng có bao giờ tách ly mình thế giới xung quanh, mình cảm thấy mình là một cái thế giới riêng. Thì cái đó cũng phải là hay. Nhất là chúng ta đang buồn chán. Cái điều thứ tư đó quý vị, cái buồn chán á, mình cần phải tìm một cái không gian riêng cho chính mình. Không gian riêng có không nghĩa là không có kết bạn, mà mình có không gian riêng để mình với mình đối diện. Nói đây cho dễ hiểu đi. Ví dụ như mình đi dạo một mình, ví dụ như mình ngắm mặt trời lên một mình, ngắm mặt trời lặn một mình. Quý vị có bao giờ không gian riêng vậy? Hoặc là chúng ta ngồi trong phòng một mình thôi, đóng cửa lại, hoặc đi đâu đi một mình, chạy xe một mình. Đừng nghĩ là cô đơn, đó là không gian riêng của mình. Đừng nghĩ là cô đơn. Chúng ta hãy tìm một cái không gian riêng cho mình như vậy đó. Hoặc là mình ngồi đờn hát cũng là không gian riêng đó. Nhưng mà mình phải có không gian riêng, không có tương tác gì ai hết, có không gian riêng. Quý vị chưa thấy á, là một người ta thảnh thơi đối với không gian riêng đó đâu. Còn người ta có cái riêng tư. Cho nên không gian riêng đó cũng là một cái hay á. Như mình nhìn qua cửa sổ mình thấy nguyên cái view ha. Ví dụ như Đà Lạt chiều tím hoàng hôn, sương mù bye bye, giống như nước Anh vậy đó. Trời xe không khí lạnh nè. Mua một củ khoai lang nướng, ngồi châm một bình trà. Đó, bắt đầu ngồi uống trà, gọi là đối ẩm, đối với ai? Đối với chính mình. Nhưng mà uống thôi. Một ngày nào đó quý vị làm được điều này mà thấy cái tâm mình á, nó có một cái niềm vui mà nó lạ lắm. Nó không phải bình thường, phải vui với bạn bè, mà vui với chính mình. Mình có bao giờ làm thử phòng riêng gì đó, mình ngồi với chính mình thôi, một cái không gian riêng. Có thể có những người không hiểu điều này, nhưng mà đây là cái điều mà thầy mơ ước. Thầy thích nhất là ngồi mình, thích nhất là ở mình, thích nhất là đi mình, thích nhất là đối diện với chính mình, đối diện với cái sai, cái đúng, đối diện với cái tham, cái sân, đối diện với cái tính toán, cái so đo, đối diện với cái dự định, cái chủ ý, đối diện với cái lời nói, hành động của chính mình, ở không gian riêng biệt của mình. Nếu mà thuận duyên á, thầy cũng thích sống mình. Chắc có lẽ là nhiều đời mình tu độc cư á, cho nên nó thấy làm tiếp xúc nhiều đó. Chứ thực ra cái đó cũng là cái sứ mạng, cái đó cũng là cái mà mình để trả lại cho đời thôi. Nhưng cái mà để lại cho mình á, là phải là không gian riêng. Không gian riêng. Nên mỗi khi á, mà ngày nào mà không có đi họp hội, hay là không có đi giảng dạy, không đi gì, ở nhà mình đó, rồi mình làm công việc riêng của mình thôi. Muốn làm gì mình làm ý thích mà, thì làm sao thấy nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó khỏi lo, khỏi nghĩ gì hết trơn á. Đói ăn, mệt ngủ. Cho nên mình mới thấm cái câu trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông á, bốn câu kết á: đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Nghe câu đó vậy chứ là những người mà có không gian riêng, những người thường nếu tu thì độc cư thiền định đó.
mới thấm cái câu đối đến thì ăn mệt ngủ đó là niềm hạnh phúc. Mệt ngủ đi chứ gượng chi. Cái thân mình sống cuộc đời nó mệt có nghĩa là nó đang chống đối mình đó, sao làm dữ quá đi cho tôi nghỉ một chút coi. Cái thân mình á nó đang báo hiệu mình mệt, có nghĩa là nó đang báo cho mình biết. Cái thân mình một ngày nó vô số những cái signal, vô số những cái tín hiệu, vô số những cái thông báo cho mình. Cái thân của mình á, ví dụ mỗi khi nó đau, nó bị cái gì nè, mỗi khi nó nhột, mỗi khi nó ngứa, mỗi khi nó tê, mỗi khi nó mỏi, nó là bị cái gì nè. Mỗi khi mình mệt là nó nói là cần phải nghỉ ngơi nha, đừng có làm nữa nha, mệt rồi là nó kêu mình nghỉ đó. Nó năn nỉ mình nghỉ, nó báo hiệu cho mình biết trước, nó không có nói, nó không có tiếng nói. Cái thân mình không có tiếng nói cho nên nó báo hiệu cho mình bằng những cái cảm giác. Cảm giác là cái thân của mình báo hiệu cho mình. Mệt nghe, cần nghỉ nghe. Mà mình mê cái gì quá mệt không nghỉ. Ví dụ coi phim đi, rồi nhìn lại 4 giờ sáng mà sau phim nó hay quá trời luôn, bắt đầu coi gán mệt gần chết luôn, mở mắt không ra luôn, thân là mệt rồi, làm ơn làm phước cho tôi ngủ chút xíu đi. Coi thôi ráng hết tập, ráng 6 giờ sáng. Mà 6 giờ sáng mình ngủ đâu có nổi đâu, ngủ vỏ 5 tiếng đồng hồ thôi chứ nó thức quen rồi, tới 6-7 giờ đâu có ngủ được nữa, đồng hồ sinh học. Thấy không, thiếu ngủ ngày không, bắt đầu cơ thể nó lần đần lừ đừ. Đi làm mà giống hệt như là mình ở trên cõi trời vậy đó, nó lừ đừ lần đần, nó trên mây trên gió vậy ha. Cho nên đó quý vị, mình tìm một không gian yên, không gian riêng, tĩnh lặng. Chúng ta tập sống một mình với không gian riêng đó. Mình tính đâu là mình ở riêng một mình nó buồn chán tới, không. Ở riêng mình rất là an vui, rất là hạnh phúc. Nó không phải là chán buồn, lạ vậy đó. Cái căn phòng của mình đó là nơi mà là mình thích nhất. Là tại sao? Tại vì căn phòng là riêng tư của mình nên cái gì cũng có chứ ha. Tại vì mình trang bị những cái trong đó là trang bị những cái mình xài, nhằm khi nó rất là đơn giản những cái mình xài. Ví dụ như mình đi đâu á, khách sạn 5 sao đi nữa nó cũng không đủ đồ cho mình xài nữa. Tại đó là cái chung của người ta. Còn nhằm khi mình xài cái độc không à. Có người xài cái riêng tư đó, nó độc không à. Cho nên nhầm khi người ta đâu có. Cho nên đó là mình mà nó đáp ứng được cái của mình đó, tự nhiên mình nhẹ nhàng. Có gì vậy? Quay qua quay lại xung quanh. Cho nên đó là thầy có ông bạn, ông làm nghề điện tử, vô cái phòng ông cái thôi, xung quanh toàn là con chip, có gì đâu không, tùm lum máy hàng máy gì quá trời xung quanh đó. Vì mà ông hạnh phúc với cái đó đó. Cái phòng của ổng á là cái đó đó, nên cái gì ổng cũng có chổng chừng á, không có cái máy nào chừng mà máy nào ổng cũng có. Cái máy ổng không ra cái máy mà nó rã ra gì đó, nó nói thành một chùm vậy đó, chứ bắt lên cái đưa màn hình lên cũng thành vi tính, đưa màn hình lên cũng thành tivi. Tài cái cục riêng để đóng gọi là rã đồ lòng á. Ra nhưng mà cái dây nó nói lại là nó ra cái gì cũng có chứ. Cho nên chúng ta phải có không gian riêng, tĩnh lặng trầm tư trong đó, nó làm giải phóng, giải thoát buồn phiền, giải thoát những cái chán chường ở trong tâm của mình. Quý vị không tin tập làm thử đi. Cái điều thứ năm á quý vị, mình tìm ra cái sự thật là mình đang muốn cái gì. Nếu mình thấy những cái điều mà mình muốn á nó là tốt á thì hãy lên kế hoạch làm đi, thì nó hết buồn à. Mình ngồi mình tìm thật sự bây giờ mình muốn cái gì. Ví dụ như mình tin Tèo, cũng mình ngồi mình hỏi là Tèo ơi, Tèo đang muốn gì, thấy không? Đó. Mình mà tên Mít cái mình nói Mít ơi, Mít đang muốn gì. Mình tên Út cái nói Út ơi, Út đang muốn gì. Tức là mình tự hỏi mình, mình xem lại coi thâm tâm của mình là mình đang muốn cái gì. Mình có muốn cái gì đó, cho nên mình không có thực hiện được, buồn chán lắm. Hoàn cảnh mà nó làm trôi mình làm những cái việc không phải cái mình muốn, cho nên mình làm thời gian mình cảm thấy buồn chán ở trong lòng của mình. Nếu mình xem lại coi mình muốn cái gì,
Nghĩ kỹ coi là mình đang muốn cái gì. Nếu phải thực hiện được thì lên kế hoạch làm đi. Còn thực hiện chưa được thì lên kế hoạch để mà chúng ta dần dần già già để định hình và có thể làm trong tương lai. Thực sự thâm tâm mình muốn cái gì? Có những người là muốn có cái phòng riêng để ngồi thiền, mà ở nhà nhỏ quá ở chung không à, nên trong lòng ta buồn bực, buồn sanh ra bực. Nên mình hỏi lại trong thâm tâm mình muốn cái gì? Nó có đó, chứ không phải là không đâu. Có những cái giải quyết được liền, có những cái giải quyết về mặt lâu dài mới giải quyết được, chứ không có giải quyết được tức thời. Cho nên những cái gì muốn mà giải quyết được tức thời thì mình hãy lên kế hoạch làm liền đi, nó sẽ vượt qua được cơn buồn chán. Còn những cái gì mà tức thời giải quyết không được đó thì mình lên kế hoạch dài lâu. Khi mà lên kế hoạch dài lâu để thực hiện nó thì mình cơn buồn chán mình nó bớt đi. Cho nên mình suy nghĩ lại coi thật sự là mình muốn cái gì vậy ta. Mình ngồi mình nghĩ lại mình muốn cái gì ta. Có nhiều người muốn đi tu mà gia đình cản. Vậy là đi tu phải không? Vậy thì là chúng ta chuẩn bị trước, học trước như người tu, học này học kia để mai mốt mà gia đình vừa nghỉ cản ra đi tu cái mình có đủ chân. Nên có nhiều người làm cư sĩ học đạo trong vòng cả chục năm vậy đó họ mới đi tu, là tại vì trong chục năm họ chưa đi tu được vì nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà họ học đạo như là người tu, họ học giáo lý, họ tu tập như là người tu, tới cái họ đủ duyên họ đi tu là họ đã tu được một thời gian rồi. Mình hiểu không? Nên tại sao có những người mà xuất gia đi tu mới có mấy năm mà sao thấy người ta là hiểu biết nhiều, là tại vì hồi cư sĩ người ta đã luyện dữ dằn lắm rồi. Thì giống như là người đã tu người ta học những cái bài như là người tu mà. Cho nên đi tu không bao lâu chừng á là thấy họ vượt bực lên. Mình nói là cho ông này ông mới tu 5-3 năm mà sao thấy ông vượt bực lên vậy không, người ta cư sĩ người ta mấy chục năm mà ông ơi. Là người ta cũng đã chuẩn bị đó, đã chuẩn bị tinh thần tu á là mấy chục năm rồi, bây giờ người ta mới đi tu thôi. Chứ đâu phải là người ta mới vô tu, đùng cái ta vô đâu, ta đã chuẩn bị trên cái tinh thần của người tu. Đã bao nhiêu năm rồi. Cho nên đó quý vị á, là mình coi mình muốn cái gì hãy lên kế hoạch làm cái đó đi. Cái điều thứ sáu á quý vị. Mình hãy làm cho cái tâm của mình nó phấn chấn, cởi mở bằng cách đó là mình khôi phục lại lòng tin, kiểm tra lại thành tích và khả năng của chính mình. Tin ai tin mình á, trong tiếng Anh á này gọi là mình có một khả năng, có một cái tiềm lực đó, là gọi là potential. Thì bây giờ á là mình kiểm tra lại những cái thành tích, những cái gì mà mình đã làm được á, ở trong khả năng của mình đã làm được cái gì. Mình kiểm tra lại cái, và mình tin tưởng rằng là mình có thể làm được và mình có năng lực, chứ không phải là không có năng lực. Mình kiểm tra lại cái, nhằm khi mình không thấy mình làm được gì, nhưng mà giờ mình kiểm tra lại những cái mình đã làm được, những thành tích đó đã làm được, xem coi á là mình có những cái năng lực như thế nào. Ai cũng có cái năng lực hết trơn á, mỗi người đều có một cái tiềm năng, có cái năng lực. Đừng có bao giờ người ta có thể là chê mình, chứ đừng có bao giờ mà mình chê chính mình. Mình hãy đánh thức nó lên để khẳng định, chứ đừng có bao giờ mình xem thường mình. Chê chính mình là mình xem thường mình á. Ai có thể xem thường mình cũng được hết, nhưng đừng bao giờ mình xem thường mình. Tại mình bao giờ cũng có sự tôn nghiêm của chính mình. Cho nên ai xem thường mình thì xem thường kệ người ta, cái cách nhìn của người ta, cái kiến giải của người ta thôi. Ai xem thường mình thì kệ, không sao cả, không buồn không giận. Nhưng mà đừng bao giờ chính mình xem thường mình, cái đó là cái không hay. Tại vì mình đâu phải là tầm thường đâu mà xem thường. Mình có khả năng, mình có thành tích, mình có thể làm được cái này, có thể làm được cái kia, và dự định làm cái này, dự định làm cái kia. Mình có khả năng tu thành thánh, mình có khả năng tiêu diệt phiền não, mình có khả năng làm nhiều chuyện giúp đời, chứ không phải là không có khả năng. Người ta làm việc lớn như là dời non lấp biển, còn mình làm việc nhỏ hơn, kệ đi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
Có con vác lúa, vác gạo đó là nhỏ con làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Người lớn thì người ta vác nặng hơn. Nói gì có nghĩa là mình á, hãy làm cho tinh thần mình phấn chấn lên bằng cách tự tin vào chính mình. Nên quý vị á, hãy tôn trọng mình, đừng có bao giờ coi thường mình. Nên mình coi thường mình nên mình làm việc rất là tầm thường. Mình tôn trọng mình thì mình làm việc rất là có ý nghĩa cao siêu. Tại vì mình biết mà, mình có khả năng đó mà. Tại sao mình không có đánh thức khả năng tiềm tàng của con người mà ai cũng có? Mình không đánh thức điều đó. Mình có khả năng hoàn toàn mà ông bạn đặt ngày xưa mà ông còn ráng cố gắng tu tập, không thành vị thánh. Trộm dùm đâu có đánh đổi như vậy đâu. Cho nên mình hãy tự làm phấn chấn mình, khôi phục lòng tin. Và mình kiểm tra lại những cái gì mình đã từng làm được và mình đã có khả năng làm được cái chuyện gì. Thì là chúng ta sẽ tin tưởng với chính mình. Nên những cái buồn chán nó sẽ phôi pha đi. Là tại vì chúng ta còn sống ý nghĩa trong cuộc đời này, có thể đem lại những cái điều tích cực, những điều tốt đẹp đối với cuộc sống này. Cái điều thứ bảy đó quý vị, là chúng ta hãy chăm sóc thân tâm của mình và hãy thưởng nó. Mình cũng dùng tòa án, có khen có thưởng, có phạt có xử. Cho nên nhầm khi á, mình chăm sóc ai đâu không mà mình quên chăm sóc bản thân mình. Bản thân mình có thân và tâm, mình hãy thưởng cho cái tâm của mình, thưởng cho cái thân của mình. Đó là chăm sóc chính mình đó. Nên lâu lâu cũng phải cắt móng tay, lâu lâu cũng phải mua xà bông thơm tắm đồ. Lâu lâu là cũng phải nói chung là mua bộ đồ mới làm thưởng nha mình vậy đó. Tại sao? Tại mình có thành tích. Tại vì là mình làm được cái này, mình làm được cái kia. Cho nên bản thân mình là một chúng sanh, nó cũng cần phải có sự chăm sóc của nó, chứ đừng có bỏ liều nó. Có những người quý vị bỏ liều bản thân, ăn ngủ nghỉ không cần quan tâm cái gì, thôi ăn cũng được chứ thôi ơi, ăn chay ăn gì cũng được thôi ơi, ăn mấy năm mặt xanh chành tới lét. Ăn thì nó muốn chấm chao chấm nước tương không, thân nào chịu nổi. Cho nên đó, chúng ta phải chăm sóc chính mình bằng cách đó, là mình phải hiểu mình cần cái gì. Về thân cần cái gì, về tâm. Không phải là mình cung phụng nó quá đáng, nhưng mà chăm sóc cái thân của mình. Để làm chi? Để nó tồn tại, tồn tại để làm chi? Để giúp đời, để tu tập chứ. Cho nên phải chăm sóc và hãy lâu lâu thưởng nó. Lâu lâu thưởng nó một bữa ăn ngon, tương chấm chao, chao chấm tương, bữa nay là mua tàu hủ thúi về thưởng. Quý vị nói nghe, tàu hủ thúi ăn ngon tàn dách nha. Tàu hủ thúi Hồng Kông á, ăn ngon lắm. Cho nên mai mốt á, quý vị á, có qua Hồng Kông mua tàu hủ thúi. Ở Việt Nam mình cũng có bán nữa, ở quận 7 có nè, ở quận 10. Quý vị tra mạng á, tàu hủ thúi bán ở đâu trong thành phố này nọ đó, Đại Lâm cha chỉ làm biết địa chỉ liền. Mua về ăn thưởng cho nó đi, tàu hủ thúi ngon lắm. Người ta la ăn tàu hủ thúi á, ăn hết miếng thứ ba qua miếng thứ tư á là nó ngon, còn miếng một, miếng hai, miếng ba là ăn không có ngon, ăn từ miếng thứ tư trở lên á nó mới ngon. Cho nên mình mới biết nha, ăn 2-3 miếng là có gì đâu ngon, có gì ngon. Ăn miếng thứ tư đi mới thấy ngon. Tại vì ăn miếng thứ tư nó quen thúi rồi, còn 1-2-3 thì chưa quen. Nhớ kỳ đó có cục Phật tử đãi cho ông chồng Mỹ ăn sầu riêng. Rồi ông ăn ông quá trời, ông sợ lắm, sợ sầu riêng. Nhưng mà ông ăn từ từ, ông ăn được, ông ăn còn quá. Người ta ăn muối mà ăn 2 muối luôn. Chứ mấy ông Mỹ cũng sợ sầu riêng lắm. Nên nhầm khi mấy em nhỏ nhỏ cũng sợ sầu riêng đó.
Nhưng mà tới ăn được rồi là người ta ghiền, người ta thích luôn, thích cái mùi đó, thích cái vị đó. Cho nên chăm sóc bản thân mình chút á, làm ta cũng tự tin hơn. Cho nên á, người đời thì người ta đi cắt tóc, đi nhuộm, đi uống gì đó, massage gì đó, nấp da, dưỡng da gì đó, ăn ngon. Đại loại là mình chăm sóc bản thân một chút, mua dép, mua giày, mua xe cộ cho nó. Còn người tu mình cũng chăm sóc bản thân bằng cách á, tập luyện, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, đó là chăm sóc bản thân. Rồi xả trượt, xả stress, cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, chăm sóc bản thân mình. Con người mình có thân và có tâm, suy nghĩ riết nó bung có bộ não luôn. Quý vị bữa nào mình coi mình suy nghĩ mà mình gỡ ở đây nè, nó nóng hầm 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 nguyên cái vùng này nè. Cái này là thầy phát hiện ra nha, là tại vì cái máy tính á, bàn của thầy á, bắt lên hồi chạy lâu á, rồi máy tính nó nóng hực 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 trong cái CPU á, nó tỏa ra nhiệt. Vậy là đang chạy thì mình đang suy nghĩ nè, đang suy nghĩ quá trời luôn, mình gờ lên đầu nó nóng nguyên cái vùng này. Bắt đầu mình thử, mình ngồi thiền hít thở, hít mũi thở miệng, mũi thở miệng, miệng 15 phút gờ lên mắt lạnh. Quý vị ra đây như vậy thì chúng ta suy nghĩ nhiều, cái đầu mình nó cũng tỏ nhiệt, là nó hao tốn cái năng lượng đó. Cái này là tự thầy thí nghiệm. Cho nên á, là mình suy nghĩ nhiều á, là nó bốc lên trên cái bách hội mình, trên nè, trên đầu mình, đỉnh đầu mình á. Nên cái bộ máy nó xử lý mà nó liên tục này nè. Cho nên á, mình hãy xả trượt, mình thư giãn nó ra, mình xả trượt, hít thở thư giãn. Ai ngồi thiền nữa tốt, ngồi thiền mình để một điểm hơi thở thôi, quán sơ tức cũng được. Hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, đếm tới 10, quay lại. Hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, đếm tới 10, quay lại. Một chút xíu 15 phút mà mình giờ đầu hết nóng. Nên mình nói cái thân mình cái gì cũng là bộ máy á. Nó cũng hoạt động, nó cũng vận động, nó tiêu hao năng lượng, mà tiêu hao năng lượng nó tỏ nhiệt. Cho nên mình vận động nó tỏ nhiệt ra, nóng bên ngoài bắt buộc cơ thể mình phải đổ mồ hôi làm lạnh ngược vào lại chứ nóng quá nó không tốt cơ thể. Nhiệt độ cao quá thì nó không tốt. Nhiệt độ cao. Bữa đó có ai là thầy ở thầy đi quả diệm sơn của China chứ thầy. Là chưa. Là trời, quả diệm sơn ở nơi đó là để trứng xuống lục, để trứng xuống là ruộng cát, còn đóng cát cho quả diệm sơn chỉ để trứng vô thôi, 15 phút sau đem ra lột ra là trứng chín. Nó có cái đồ đo nhiệt độ, cây đo nhiệt độ này, nó dựng giữa trời đó. Nhiệt độ trung bình đó là 65 độ. Nó là quả diệm sơn mà trên núi đó. Cho nên là ông Ngô Thừa Ân ông có đưa cái quả diệm sơn đó vô trong tay vũ ký á. Đi ngang quả diệm sơn đi đâu có được, phải có cái quạt gì đó thổi cho nó tắt, quạt cho nó tắt, tắt lửa qua mới được. Chứ thực ra quả diêm sơn có lửa mà nó nóng, nóng khủng khiếp lắm, nóng chín chứng luôn mà. Tới giờ đó khu du lịch, cho nên ai mà có đi qua China hãy qua quả diêm sơn nướng chứng thử coi nóng tới cỡ nào. Mình mới nhớ lại là phim Tây Du Ký có là qua cái quả diêm sơn á. Cho nên đi mượn cái quạt, quạt ba tiêu của mà Bà La Sát á. Nên chăm sóc bản thân là cái rất là cần thiết. Cái điều thứ 8 chúng ta là lúc buồn chán á quý vị, chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó mà chúng ta thấy ý nghĩa nhất ở trong đời, mình làm đi. Ví dụ như mình làm từ thiện, ví dụ như đi cúng dường, ví dụ như đi giúp đời. Ở bên Mỹ có mấy cái trung tâm gọi là những cái nursing home là dành cho những cái người già neo đơn á. Thì ở Hồng Kông cũng có nữa. Cái mấy em sinh viên hoặc là người về hưu đó, người ta thứ bảy chủ nhật hoặc là chiều tối người ta vào, người ta chăm sóc cho những người già neo đơn á.
ở trong đó tắm rửa, có người già lắm rồi, ta vô ta tắm rửa, giặt đồ, dọn dẹp rồi cho những người đó đó. Người ta gọi là đi volunteer. Qua đó này gọi là đi volunteer. Thì cái volunteer đó là mình giống là tình nguyện á, tình nguyện viên á, mình kêu bằng tình nguyện viên volunteer. Thì đi vô đó mình chăm sóc á, đó là việc làm có ý nghĩa. Hoặc đi từ thiện. Ví dụ như sáng thầy Vũ đi với Hậu Giang phát 500 phần quà cho bà con ở dưới, nước lên quá trời luôn. Nước giờ chiều cường lên ngập đường lộ, đi xe là lúng bánh luôn. Cho nên á, những cái người Phật tử á, mà người ta phát tâm á, ủng hộ cho 500 bà con khó khăn ở ở dưới đó, ở dưới Hậu Giang. Nên thấy việc làm đó có ý nghĩa hơn là mình đi cà lông nhông, đi không biết làm gì. Cho nên người ta đi từ thiện, hoặc đã người ta đi cúng dường. Ví dụ chùa xây dựng đó, người ta lợi người ta cúng dường. Rồi người ta đi giúp đời, giúp cái hội đoàn này hội đoàn kia. Mình thấy cái việc làm của mình đó là có ý nghĩa. Có ý nghĩa là gì? Là mình cũng còn có cái gì cống hiến được cho xã hội, cho loài người, cho con người, cho muôn vạn loài chúng sanh. Cho nên mình còn có ý nghĩa nên tự nhiên cái buồn chán nó hết. Nên ai ở gần chùa quý vị buồn chán lại quét sang chùa thôi. Cần Tảo và Lâm Địa thời thời phước huệ sanh, lại quét sang chùa thấy quét lá đa thôi. Thưa thầy, chùa không có lá đa mà có lá sa la quét được không? Được luôn, miễn có lá quét được, lá nào quét được chứ. Rồi lau tượng Phật, quét chùa, lau chùa, làm cỏ, rồi chặt củi, nói chung nhiều thứ chùa đó có. Cái gì làm thì mình cứ làm thôi. Đó là việc làm có ý nghĩa, mình còn có mang lại giá trị tốt cho đời này. Chứ không phải tối ngày mình ăn của người ta không. Mình cũng phải giúp đỡ đời, mình phải trả nợ cho đời. Những việc làm gì mà giúp đỡ cho mọi người xung quanh á, thì cái đó là những việc làm có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Nếu mình cố gắng làm những việc làm gì á mà có ý nghĩa trên đời này, thì từ từ mình vượt qua, từ từ vượt qua đó việc làm có ý nghĩa. Cho nên á, việc làm có ý nghĩa trong đời này nhiều lắm, tại vì không làm đó. Đi nhặt rác xong. Cho nên thấy bên cái kinh Tàu Hữu á, thầy thấy có một đội đi vớt bọc cái kinh Như Lộc nha. Kinh Như Lộc cũng có cái đội đi vớt rác, hay không? Kinh A mình chưa có đội nè, mai mốt có đội chùa đi vớt rác kinh A. Nhớ là khoảng mười mấy năm trước kinh A nước trong vắt, bèo trôi luôn, nít nhảy đùng đùng tắm luôn. Còn bây giờ tắm linh diêm da gì đâu mà bọc nước thúi gì quá trời. Nó nhầm khi mình nhìn thấy những cái dòng sông của mình á bị nước thúi, mình thấy xót xa nghẹn ngào. Cảnh vật nó đâu còn nên thơ nữa đâu, dòng sông trở nên dòng sông chết. Cho nên ta kêu gọi xã hội á, hãy bớt xả rác xuống những công ty xí nghiệp, thải nước thải ra phải lọc lại. Tuy là không lọc cho nó ngon 100%, nhưng lọc hết những cái hóa chất, những lọc những cái chất ô nhiễm cặn bã vân vân. Nên ở các nước tiên tiến trên thế giới á, cái nước mình đem vô nhà xài á rẻ tiền lắm, nhưng cái nước mình thảy ra nó tính trên khối nước thảy ra, khối nước thảy ra mắc gấp 2, gấp 3 lần khối nước đi vô. Tại vì khi nó thảy ra đó là nó sẽ lấy qua cái dàn nước lọc, dàn lọc. Nó lọc cái nước đó nó mới đem ra ngoài môi trường tự nhiên. Cho nên phải xử lý cái khối lượng nước mình mang ra. Ví dụ giặt đồ đó đem ra, rửa chén đem ra, đóng nước, khối nước. Mình tính cái khối nước ra và tính khối nước vào. Nước mình tính khối nước vào, không có tính khối nước ra, tại vì mình chưa xử lý khối nước ra. Từ từ tương lai á, là ô nhiễm quá cũng phải xử lý mà thôi. Tại vì xử lý những cái vàng, xử lý nước ra đó là những cái vàng mắc tiền.
rồi cả một cái hệ thống, một cái system, chứ không phải là tự nhiên xử lý được nước ra, thu nước vô đó rồi lọc ra, cả một vấn đề đó chứ không phải chuyện chơi đâu. Nên nước mình chỉ là xài cái đầu vô không đầu ra, không có tính tiền. Nên có nhiều người đi qua Mỹ đã thấy nước rẻ rề, bắt đầu xài nha, tắm rồi cho dữ, rồi cuối tháng tính tiền quá trời lá trời, sao mà tiền nước rẻ mà sao tính, nó tính tiền nước mình xuống cái hố đó đó, nó đo đồng hồ đi xuống hố đó đó, bao nhiêu khối nước xuống hố nó tính, nó nhân lên cái chả chết luôn. Nên mình làm gì đó có ý nghĩa ở cuộc đời này, có nghĩa là mình là còn có ý nghĩa, nghĩa là mình còn có gọi là mình còn có giá trị, thì nói nghe nó hơi ấy chút xíu, nhưng mà đại loại là mình còn có thể giúp đời được, người ta còn có thể cần mình được. Chứ còn mà ta không cần mình không giúp được đời gì với ai hết trơn á, thì lúc đó buồn chán nó tăng thêm buồn chán. Cho nên thường á là những người retire rồi đó, đi làm việc công ty xí nghiệp đó, retire về hưu đó, người ta vẫn đi làm thiện nguyện cái này làm kia, nên các cái hội từ thiện đó thường là những người lớn tuổi sau khi người ta làm về hưu xong á, người ta đi là làm cái hội thiện nguyện volunteer để giúp đỡ đời, để cho nó bớt đi sự buồn chán trong cuộc sống, là mình còn sống mình còn có ý nghĩa cuộc đời. Nên thầy đi qua Nhật, thầy đi giảng á, thì có cô kia chín mấy tuổi, thấy cô chạy xe đi làm, cái thầy nói bà ơi sao mà bà làm mà bao lâu rồi, bà làm nhỏ tới lớn này, là giờ bà có nuôi ai không mà tới từng tuổi này bà còn làm. Bà nói không, bà không nuôi ai hết trơn á, mà bà đi làm gì bà thấy á, bà còn ăn, bà còn sống, bà còn xài đồ thì bà phải làm. Bà nghĩ vậy đó, mình còn ăn, mình còn xài đồ thì mình còn phải làm. Bà nghĩ đơn giản vậy đó. Do đó bà đi làm, bà chín mấy tuổi đó, đi dán đế giày á, mà dán bên Việt dán nhiều tiền lắm à. Một ngày á là dán cả man á, mà man biết đổi ra nhiêu, quý vị cha tự điển này đó, là nhớ là một man, một ngày làm gần man á, bài làm á là cũng nhiều tiền lắm á, mà nó biết man cỡ nhiêu quên này, lâu quá không đi Nhật à, quên này. Chỉ có nhớ đô Mỹ mà, tại vì ở trên thế giới ai cũng xài, chứ mình nhớ là tại vì ở trên mạng đó nổi lên còn mấy cái tiền lạ, mình đâu có coi làm gì mà coi, cũng có tiền đâu đổi. Nên có nhiều người thầy ơi trời ơi, cái này vàng lên giá quá trời, là vàng giá có dính dáng tới thầy đâu, cho thầy hay làm gì đâu, nó vàng vàng này lên giá quá trời, cái người nào quan tâm á người ta mới sợ vàng lên giá xuống giá còn cái người không quan tâm nói như không, rồi cái đó là trời ơi vàng lên giá quá trời, thầy ơi thầy nó khoe nói thầy chi ví dụ vàng lên giá có làm gì đâu. Nhưng mà hồi sáng này á thì được nè, hồi sáng này là Phật tử nhắn tin rô chứ là thầy xăng lên giá quá trời gì đó, cái đó là được đó. Là đợi 2-3 tiếng đồng hồ đổ được 30.000 bạc, là thầy đi nhiều chỗ đổ đi, chỗ đổ 30 mà 3 chỗ cũng được, đổ được 90.000 thôi, là sắp hàng 2 tiếng đồng hồ đổ 30.000 xăng lên giá. Cái thầy mới cười, thầy là hên quá, xe thầy chạy dầu, cái cổ là dầu mắc xăng rồi xong luôn, báo thầy là xăng lên giá quá trời rồi thầy. Thầy là xăng lên giá đâu dính dáng thầy, xe thầy sẽ dầu, xe sẽ dầu, cái cổ là dầu cấp này mắc hơn xăng rồi xong luôn. Cho nên những cái mình quan tâm, những cái mà không có quan tâm, cái điều thứ 9 đó quý vị, là chúng ta làm gì làm nha, mình phải xả trượt. Cái xả trượt nó bớt cái buồn chán mình đi. Tại vì xả trượt nó là xả những cái trượt khí mà nó làm cho tâm của mình
trở nên u uất. Nên xả triều cung là cách khai mở tâm linh à. Nằm xuống sàn nhà, không có gối, không có mền chẳng hạn, hai tay đan vào nhau, để lên đây nè, nằm đây nè, thấy không? Tất cả đều sát xuống mặt sàn và hai cái chân duỗi ra trước chút xíu. Bắt đầu hít thở nha, hít mũi thở miệng 3 lần. Tưởng tượng như tất cả cái trên đời này không có cái gì còn tồn động lại hết. Bung nó ra hết, thảy nó ra hết. À, và hít thở bình thường trong trạng thái thả lỏng. Thả lỏng thân, thả lỏng tâm. Tất cả các thứ đều được thả lỏng. Vì 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút thì càng tốt, đó là xả trượt. Nên xả trượt là một cách để vượt qua buồn chán của gì mà thực tập thế này, nằm đại đất á. Rồi mình xả trượt bằng cách là tâm mình rơi tự do, tất cả thân rơi tự do, tâm rơi tự do, 1, 2, 3, buông, gọi là xả trượt nó gì đó. Có nhiều người hỏi hả, xả trượt, đang lúc xả trượt mình làm gì thầy? Xả trượt có nghĩa là không làm cái gì hết, kể cả không suy nghĩ, nó gọi là xả trượt. Đã là gọi là xả rồi một cái là không có suy nghĩ mà cũng không có nhúc nhích, không có làm thân, không có nhúc nhích tâm, không suy nghĩ là xả trượt. Thân không nhúc nhích, tâm không suy nghĩ, nằm xuống đất, ngay thẳng ra, thẳng băng hết. 1, 2, 3, buông, hai chân duỗi ra trước chút xíu. Hay lắm. Cho nên á, mà đi chỗ này chỗ kia mình có nhiễm trượt ở trong ngày đó, về nhà xả trượt cái mình khỏe ra. Coi gì cho mình tiếp xúc ở bên ngoài thế gian á, nó có nhiều cái trượt lắm, trọng trượt, trượt khí lắm. Cho nên á, mình cố gắng mình xả trượt cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản. Cái điều cuối cùng thứ 10 á, chúng ta đối trị với buồn chán á, là chúng ta phải tập ngồi thiền định. Tập ngồi thiền định chứ không phải thiền quán. Tập thiền định tức là tập thiền của đề mục. Tập ngồi mà ngồi là ngồi thiền. Mà ngồi thiền dụng công của ngồi thiền định á, là thiền samatha. Tức là chúng ta dùng cái đề mục chế định để dán tâm trên đối tượng của cái đề mục chế định. Nên mình ngồi thiền, mình hít thở, mình chỉ cần một hai cái đề mục thiền thôi. Thứ nhất là quán thọ sổ tức nè, thứ hai là niệm hơi thở nè, rồi là thứ ba ca si ná nè, ví dụ những cái đơn giản. Là thứ tư là từ bi, vân vân. Thì ngày này mình làm bài này, ngày kia mình làm bài kia đó. Hít vào thở ra, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, đó là quán sổ tức. Trên cái nền tảng quán sổ tức á, là đó là trên nền tảng số điểm. Còn tôi quán hơi thở không có điểm. Quán hơi thở có nghĩa là nhìn hơi thở ra vô trên môi dưới mũi, tập trung điểm. Thì đó là tập thiền định. Còn ta tập không được thì ta hãy quán sổ tức. Hít vào điểm 1, thở ra điểm 2, tới 6 quay lại, hoặc là tới 7, 8, 9, 10 quay lại. Hoặc là hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2. Có 2, 3 cách đều đúng hết. Mà mình hãy chọn một cách để mà chúng ta thiền định. Để tâm mình gom lại một chỗ đó, cái nào cũng phải tập hết á. Mình tập cách để mà gom tâm về một chỗ, bằng cách là dán tâm trên đối tượng, tập đi. Tập đi tập lại được. Có nhiều người nói ngồi tê chân quá thầy, ngồi không được. Tập đi. Thầy này ngồi sao con động tâm quá, con người suy nghĩ tùm lum, chứ con nhớ cái này nhớ cái kia. Mới ngồi thì đâu bao giờ mà định được đâu, nên cứ tập. Ráng cố gắng tập. Như vậy thì mình á là tập từ từ nó sẽ được cái gì cũng vậy, tập được à. Ban đầu chạy xe có được đâu, mà xước chân bể đầu gối rồi mới chạy được, hoặc là nhảy xong rồi lụi đấm mía rồi thì từ từ mới chạy được. Nhớ hồi xưa chạy xe đạp
mới biết chạy. Không hiểu làm sao gặp ai mình cũng lụi vô chứ. Mình cố gắng mình bẻ ra ngoài người ta đó nha, nhưng mà cuối cùng lại lụi vô người ta. Hay gì đó. Mới tập xe đó, bây giờ ví dụ như á, cái đường lộ mét đi, người ta đi bên lề bên đây, mình chạy bên đây thì nó im quá rồi. Chạy 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 hồi cũng lụi vô người ta. Cái tâm của mình á, là muốn tránh người ta, nhưng mà cái tay mình lại bẻ vô người ta. Lụi mấy lần á, chạy là mới ngon được. Nên mình lụi mấy lần vô người ta, nguyên xóm đồn thấy mình chạy xe là nó dạt vô lề. Cái đó mới tập, bây giờ nó khác rồi. Giờ là đỉnh rồi, tay lái lụa rồi. Mà nhỏ liều lắm. Cái hàng rào, cái đường nó lở xuống sông, chỉ còn khoảng có khoảng 4 tấc đường thôi, mà cái hàng rào lên đây nữa còn 4 tấc đây nè. Thì xe Honda mình chạy cái bánh đây mà mình còn cái từ nửa xe đi vô là nó khoảng 3 tấc rồi. Mà chạy qua cái đường lở đó đó mà thì dám chạy á. Vì mà chạy qua mới hay chứ. Bây giờ kêu chạy lại không dám chạy. Tại nhỏ nhỏ liều. Biết sao chạy qua rồi không biết sao chạy qua được nữa. Cặp bờ sông chỉ cần nhích đụng hàng rào có văng sông liền. Vậy mà chạy không đụng hàng rào lắm hay. Cái đường này còn có nhiêu đây à. Bữa trước đi xuống Long An đi bằng giao nhà. Cái đường bờ có ba lớn nè. Mà cái đường chạy xe nhiêu đây. Tại vì chạy xe nó lúng xuống ngay giữa đó. Mình không chạy xuống cái chỗ lúng đó, mà chạy trên trơn nó chợt bánh xe té. Bắt buộc phải chạy xuống lúng cái giữa đường bờ. Đường bờ có ba lớn à. Mà cái đường lúng xuống xe nhiêu đây nè chạy. Bình tĩnh. Chạy từ từ. Có nhiều người á, chạy á, đưa hai chân qua lấy thăng bằng, ai đưa chân ra là té chân. Cứ ngồi bình thường á, ở trên cái xe mà đừng có đưa hai chân ra, ngồi bình thường đi. Có nhiều người đưa hai chân ra lấy thăng bằng là té. Tại đưa hai chân ra nó rung cái đầu xe. Cứ ngồi bình thường đi, ngồi đặt chân bình thường đi, rồi là mình chạy từ 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 từ, chú ý là mình chạy. Chú tài xế thì chạy văng tút xuống sông nữa. Không phải là chuyện đơn giản đâu, cũng chạy xe Honda, tài xế xe hơi xuống chạy xe Honda, đi qua đường đó, đi giữa đường lụi xuống thuốc vô đường mương. Không phải đơn giản đâu. Thầy chạy qua tập trung. Ngồi đừng có sàn cái chân ra, chỉ chân cứ ngồi bình thường như mình chạy bình thường thì nó sẽ có cái độ thẳng. Mình đưa chân ra hai bên là nó sàn cái xe thì nó sẽ chịch chút xíu, chỉ chịch có một hai phân thôi là nó lệch lại đi cũng ruộng này. Cho nên nhầm khi đi xuống dưới quê cũng vui lắm. Đi xuống dưới huyện Trần Thời đang làm cầu sắt qua sông. Thì cầu sắt qua sông thì làm có ô vuông thanh chữ Y nè, người ta mới lợp lên trên. Mà chưa có lợp, ô vuông mà nước thâm thấm ở dưới đó, mà đi có một cây sắt ba lớn nè. Là cái liên kết ngang á, liên kết dọc cách ngang đó đó, là phải đi qua đó đó. Đi qua một cái chân mình nó nhột. Mà đi qua một cái chân mình nó nhột, nước chảy băng 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 dưới vịnh trên nên cái thành cầu mà đi qua. Chứ không có đò, không có gì chân á, phải lội bộ qua đó mới qua được bên kia. Phải đơn giản đâu, đi nhột, không biết sao mà nhột chân. Nên có nhiều người đi qua ở bên China mà đi du lịch á, nó có cái cầu mà bằng kiến á. Đi trên kiến nó thấy tuốt ở dưới luôn á, thấy dưới là thâm thẩm ở dưới đó. Có nhiều người lên đó đi bủng bủng tay chân đi đâu nổi, nó nằm không mà bảo vệ kéo. Security ra kéo vô, rescue. Nè, cho nên á là cái đó là cái tâm thôi. Chứ lúc đó chỉ cần nhắm mắt lại là đi không sao, nhưng cứ nhắm mắt đừng tưởng tượng cho nhá. Nên ai nhắm mắt niệm Phật đi qua bình thường. Tại vì cái tâm của mình nhìn thấy đó đó, mình sợ. Còn ổng chơi cái màn mà kiến nó bể nó chứ. Mà không phải nó thấy nó rắc 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 nghe nghe rắc rắc nó bể 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 kiến, mà kiến nó không có bể.
nó chiếu đèn pin làm sao đó mà mình thấy kiến nó rã vậy, mà đi tới đâu rã tới đó, mà nó đâu phải là rã đâu, không sao, người ta an toàn, khu du lịch người ta mà dễ gì đâu rã được, bán vé cho vô đền chết sao đâu rã. Mà cái đó là chưa có giật mình bằng nhảy hẻm tử thần. Cái vách núi này sâu thăm thẳm dưới đó có cộng dây thun cột dao ếch bay xuống cái dây thun nó kéo lên băng thôi. Và cái ông Mỹ á, ông lại là can you try, ông kêu thử no. Đứt dây sao, rồi dây thun mà lâu ngày á, để ngoài trời mà lâu ngày đó nó cũng mục chứ sao mục, cộng dây nó cũng dập đép bao nhiêu đây, dập đép nó dài nhiêu nè, cái đâu có dài nhiều đâu. Cho nên nè quý vị, là ăn thua tinh thần thôi. Cho nên nếu người nào buồn chán quá tập thiền định á, lấy lại tinh thần cho tự nhiên vượt qua buồn chán. Thầy trả lời câu hỏi thầy nghĩ nha. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, thực sự có vong hay ma không ạ? Con xin tri ân thầy. Muốn trả lời câu hỏi này á, thì thầy hỏi lại, thầy hỏi là mình quan niệm ma là gì. Mình cứ quan niệm ma là gì thôi thầy mới trả lời được, chứ giờ nói vong hay là ma thì coi thử coi mình quan niệm ma là cái gì, vong là cái gì, thì lúc đó thầy mới biết có hay không. Chứ mình nói một cái tên, ví dụ như mình có nói là có cái ấy không, ai biết ấy là cái gì, đúng không? Mình phải nói ấy là cái gì. Thì bây giờ mình đặt ấy vô là vong với ma đó, thì cái khái niệm của mình á, tại dân gian với từ Phật học nó khác nhau. Cái từ Phật học chuyên môn á thì nó là thần thức. Cái người sau khi chết mà chưa đi tái sanh thì đó được gọi là thần thức hoặc là thức ấm. Còn dân gian á, gọi là sau khi chết thì gọi là vong, hoặc là vong linh, hoặc gọi là ma. Cái người dân gian gọi á, mà sau khi chết á, thì người ta không phân biệt, không phân biệt là tái sanh rồi hay chưa tái sanh. Ai chết cũng ma hết á, dầu người ta sanh Tây Phương Cực Lạc rồi cũng ma luôn. Tại con ma đó là nằm ở trong tâm của người ta, chứ không phải con ma ngoài tướng. Bất kỳ người nào chết thì cũng là đám ma. Cho nên dầu người ta tái sanh làm người rồi, tái sanh cảnh khác rồi, người ta đi đâu rồi đi nữa thì người ta cũng nói là ma. Cho nên dân gian, quan niệm của dân gian khác với quan niệm của Phật giáo. Phật giáo là do Đức Phật Ngài dùng tuệ tri của một vị chánh đẳng giác, Ngài nhìn rõ, biết rõ về điều đó. Còn dân gian á, là suy luận ra. Cho nên á, nếu mà hỏi chết còn không thầy, thì ta trả lời chết còn, không mất hết. Nó chỉ mất những cái phần nào thô ở trên xác thân của mình thôi, mất cái phần nào tâm thuộc cái dạng tâm thức thôi. Còn tất cả các cái về thức ấm, về nghiệp, nó vẫn còn. Cho nên nó hỏi mất còn không là còn. Vì nếu mà chúng ta nói là vong hay là ma là cái còn lại sau khi chết, thì hỏi có không? Có, hoàn toàn có. Người ta sau khi chết vẫn còn có cái còn lại sau khi chết. Thì ở trong nhà Phật á, gọi là thức ấm, trong dân gian gọi là ma. Nhưng mà hai cái này nó lại là khác nhau. Thức ấm là nó tồn tại khi chưa tái sanh, gọi là trung ấm. Còn ma của dân gian là nó tồn tại mãi mãi, chết 100 năm rồi cũng là ma. Dân gian á, chết 100 năm mà vẫn là vong. Ví dụ như người ta đi cúng vong, nhằm khi cúng cho ông cố, ông nội gì chết năm 1800 gì đó, ông sơ ông sờ đó, 800 mấy đó, tới giờ cũng cúng vong, tức là người ta cũng nghĩ là còn vong, người ta cúng vong. Nhưng mà trong nhà Phật thì không phải. Trong nhà Phật thì tái sanh là khi đi tái sanh qua thế giới khác rồi á, thì nó không còn ở lại thân trung ấm nữa. Như vậy á, thì là nó hết cái đời sống mà dân gian gọi là ma. Nhưng mà trong dân gian thì ma với vong linh là mãi mãi. Trong nhà Phật thức ấm nó chỉ tồn tại
ở trong một khoảng thời gian nào đó thôi, hoặc là không có tồn tại, hoặc là tồn tại rất nhanh, vừa mất đi tái sanh liền. Thì trong thời gian đi tái sanh đó, trong vòng một hai sát na thì người ta sẽ đi tới cảnh tái sanh. Còn nếu mà nó tồn tại khi mà cái cận tử á, nó tranh tối tranh sáng, chưa phân thắng bại giữa hai tâm, thì lúc đó nó vẫn còn tồn lại đó, nó chưa đi được. Cho nên nói là sau khi chết còn không? Thầy nói là còn. Nếu cái còn sau khi chết mà quý vị nói là ma thì là có. Ăn thua mình đặt đó là gì thôi mà. Mình phải hiểu là gì, đặt là gì thôi. Nếu mà nói là sau khi chết còn không? Còn. Vì cái còn sau khi chết gọi là ma thì nói là ma hoàn toàn có. Tại sao khi chết nó còn mà cái còn đó là ma thì lại có, sao không được? Nếu người nào nói là sau khi chết mất tất cả thì người đó là chấp đoạn. Mà người nào mà quan niệm là ma nó còn hoài thì người đó chấp thường. Có không phải vậy, nó không phải còn hoài mà nó không phải mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác trên bước luân hồi sanh tử mà thôi. Này khác kia khác nọ mà trên cái hiện tượng. Còn trên bản chất á, thì là nó giống nhau. Còn trên thực tế á, thì là nó tùy thuộc. Trên bản chất khác, trên hiện tượng khác, trên thực tế khác. Trên bản chất là tánh của nó là giống nhau. Tướng nó thay đổi theo nghiệp. Và thực tế là tùy vào cái thời điểm mình nói nó là gì, là thực tế. Thực tế là đang nói trong cái sắc na mình đang nói nó là đang tồn tại dạng nào. Chứ sắc na sao nó thay đổi rồi. Là trên thực tế nó gì đó. Thực tế nó là vô thường. Mà tướng của nó đó thì là chúng ta nhìn bằng cái gì thì tướng nó đang tồn tại đó. Còn tánh nó thì hoàn toàn giống nhau, là tánh không. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting. Thì thầy cũng nói là ở trên Facebook đó, giả danh chùa thầy bán thuốc đó, không có, thầy không có bán thuốc. Và họ giả danh, họ lừa để trục lợi. Quý vị gặp những trường hợp đó, muốn biết rõ ràng hãy điện thoại vào số điện thoại chùa, văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Hôm nay thì chúng ta đi phát quà ở Hậu Giang 500 phần và chúng ta sẽ sắp bàn giao các cái cầu ở Bến Tre, tiếp tục và phát quà ở Hưng Long Bình Chánh, tức là kế hoạch gì đó. Và rất là tri ân các Phật tử đã đóng góp trùng tu xây dựng chùa để cho sớm công trình được hoàn thành. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta chắp tay, chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.